Lê Ngọc xin kính chào tất cả quý vị thính giả. Và thưa quý vị, ngày hôm nay một ngày mới, ngày thứ sáu, ngày 8 tháng 11 2019, quý vị vẫn đang trên làn sóng của đài phát thanh NPR phát đi từ thủ đô Washington trên băng tần FM 100.3 HD2, khi mà quý vị đang lái xe ở DC, Maryland, Virginia, và quý vị vẫn nghe live trên mạng lưới điện toán toàn cầu nvradio.co và qua hệ thống YouTube NV Radio Việt Nam Live. Và trước khi những bản tin mới nhất, những sự kiện sôi nổi nhất liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, ngày hôm nay gửi đến cho quý vị với luật sư Nguyễn Hoàng Duyên và Lê Ngọc. Lê Ngọc xin mời quý vị bước vào bản tin thời tiết. Sáng ngày hôm nay vẫn là một buổi sáng lạnh với một cái nhiệt độ hiện tại 38 độ, nhiều mây xen lẫn với những cái nắng rất là nhẹ nhàng của buổi sớm mai. Và trong ngày hôm nay đang có gió Tây Bắc thổi 14 dặm một giờ. Ngày thứ sáu nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay sẽ là 45 độ, thưa quý vị, xe lạnh. Buổi tối trở lại rất là lạnh, 30 độ. Và hai ngày cuối tuần sẽ như thế nào thì Lê Ngọc xin gửi đến cho quý vị. Hai ngày thứ bảy và chủ nhật vẫn là một bầu trời nhiều mây, những cái ánh nắng xen lẫn nhau rất là nhẹ nhàng. Ngày mai vẫn tiếp tục lạnh vì nhiệt độ cao nhất cho ngày thứ bảy 48 độ, nhưng tối ngày mai thì đỡ lạnh hơn ngày hôm nay lên tới 38 độ. Ngày chủ nhật cũng ấm dần hơn, 60 độ là nhiệt độ cao nhất cho ngày chủ nhật và buổi tối 42 độ. Một ngày thứ sáu thật là hạnh phúc và nhiều thuận lợi sẽ đến với tất cả quý vị thính giả của NPR. Và Lê Ngọc xin mời quý vị bước vào những bản tin của ngày thứ sáu. Câu chuyện ngày hôm nay mà Lê Ngọc gửi đến cho quý vị, thưa quý vị, giới truyền thông đang nhắc đến một cái nhân vật, và nhân vật này đã làm đau đầu, có lẽ là sẽ là một đối thủ nặng ký đối với Tổng thống Donald Trump và ngay cả đối với những ứng cử viên bên đảng Dân Chủ hiện nay. Thưa quý vị, đó là nhà tỷ phú Bloomberg. Ông vừa mới tuyên bố là, thưa quý vị, có thể ông sẽ ra ứng cử cho vấn đề Tổng thống, chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2020. Lê Ngọc xin mời quý vị theo dõi. The New York Times now reporting former New York City Mayor Michael Bloomberg is expected to file for the Alabama presidential primary. The deadline tomorrow. It's fueling more speculation that Bloomberg is preparing to run in 2020. Katie, what do you make of this? Well, the deadline is tomorrow, so this. Thưa quý vị, bản tin này từ bên Fox News, ABC và New York Times, CNN đều nói đến từ ngày hôm qua. Thành thử ngày hôm nay, thưa quý vị, nhà tỷ phú Bloomberg, ông đang chuẩn bị tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020. Khi mà nói đến ông Michael Bloomberg thì quý vị cũng biết ông là một tỷ phú. Và gia sản của ông được giới báo chí nói đến, hay là những tờ báo về kinh tế họ nói đến ông Bloomberg là một tỷ phú với cái gia sản 59 tỷ Mỹ Kim. Và ông cũng là cựu thị trưởng của New York. Thì trong ngày hôm qua, những cái bản tin đưa ra cho thấy là ông Michael Bloomberg đang úp mở có thể khả năng ra tranh cử Tổng thống Mỹ vào năm 2020. Vào đầu năm nay, khi mà được hỏi thì ông Bloomberg đã tuyên bố là ông không ra tranh cử sơ bộ để làm ứng viên đảng Dân Chủ tranh cử Tổng thống cho năm 2020. Nhưng trong cái thông cáo vào chiều ngày hôm qua thì lại hoàn toàn khác. Theo lời tuyên bố của cố vấn chính trị của nhà tỷ phú Michael Bloomberg, đó là Howard Wolfson, cho biết ông Bloomberg, thưa quý vị, ngày hôm nay ông sẽ nộp đơn để mà ông, thưa quý vị, để ông làm thủ tục vào danh sách ứng cử sơ bộ tại tiểu bang Alabama bên phía đảng Dân Chủ. Khi mà nói đến cuộc bầu cử sơ bộ tại Alabama thì, thưa quý vị, đó là vào ngày thứ ba, ngày 3 tháng 3 năm 2020, mà thường được gọi là Super Tuesday, ngày siêu thứ ba, tức là ngày có nhiều tiểu bang cùng bầu cử sơ bộ để chọn ứng cử viên nào bên đảng Dân Chủ. Do đó, theo lời của cố vấn chính trị của ông Howard Wolfson, thì thưa quý vị, ông Bloomberg có thể sẽ gửi hồ sơ ứng cử tiểu bang Alabama trong ngày hôm nay. Sự kiện này, Lệ Ngọc cũng sẽ mời quý vị trở lại với nhiều chi tiết hơn
với luật sư Nguyễn Hoàng Duyên cùng với Lệ Ngọc. Và sau đây thì xin mời quý vị bước vào một số bản tin liên quan đến thế giới trước khi mà Lệ Ngọc mời luật sư Nguyễn Hoàng Duyên đến trên làn sóng của NVR. Liên quan đến những nạn nhân, những gì đã xảy ra ở nước Anh, thưa quý vị, thì cái số người mà 39 người chết trong chiếc xe tải, cái container ở nước Anh, ở Essex của nước Anh, thì tin mới đưa ra trong tối ngày hôm qua để mà xác nhận, mặc dù chúng ta biết trước đây con số 39 người chết này toàn là những người Việt Nam, thì trong tối ngày hôm qua đã có những cái tin cho biết là những người này là những người từ Hải Phòng, Hải Dương, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên và Huế. Thành thử những tin tức ngay cả từ Việt Nam và ngay cả những cơ quan thực thi pháp luật của nước Anh đã xác nhận 39 thi thể này toàn là công dân Việt Nam sau một cái thời gian kiểm tra, so sánh đặc điểm nhận dạng cá nhân. Và việc đưa những cái thi thể này trở về lại nước thì theo lời của phát ngôn viên từ bên phía Việt Nam cho biết là phụ thuộc vào bên nước Anh và tùy thuộc vào nguyện vọng của những gia đình của những nạn nhân này. Và thưa quý vị, những trước đây đó thì người ta đang cho rằng là tất cả những người này có thật sự phải vì nghèo khổ để mà rời bỏ hay không. Đây là những cái thảm cảnh mà đang xảy ra ở những cái tỉnh, mà đặc biệt là những tỉnh như là Nghệ An và Hà Tĩnh, mà chúng tôi cũng đã gửi đến cho quý vị khi mà họ nói rằng đã có một cái làng tỷ phú. Thì thưa quý vị, cái thảm cảnh này cũng xảy ra chỉ vì đồng tiền mà thôi. Trong khi đó, khi mà nói đến các nước Âu Châu rồi những gì đang xảy ra tại nước Anh, ngay cả vấn đề chính trị của nước Anh hiện nay cũng là một vấn đề xáo trộn vì vấn đề Brexit. Thì trong ngày hôm qua, Tổng thống của Pháp, ông Emmanuel Macron, cũng lên tiếng và cho rằng tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, tức là NATO, lời phê bình của ông Macron là NATO đang ở trong một cái trạng thái tê liệt, và đồng thời còn lên tiếng cảnh báo là các thành viên của châu Âu rằng là các nước này không thể nào mà quá phụ thuộc vào Mỹ. Nguyên văn mà ông Macron nói nhấn mạnh là những gì mà chúng ta đang trải qua, đó chính là NATO trong một cái tình trạng tê liệt, và NATO chỉ thực sự hoạt động nếu mà người bảo lãnh cho phương án cuối cùng thực sự làm như vậy. Và Macron đã cho rằng là các nước Âu Châu nên đánh giá lại thực tiễn những gì mà NATO đang cam kết với Mỹ, vì ông Macron đã cho rằng nước Mỹ, Washington đang quay lưng lại với NATO. Một trong những hành động của Mỹ thể hiện điều này là quyết định rút quân ra khỏi miền đông bắc Syria và bỏ rơi đồng minh là lực lượng người Kurd mới đây. Và khi mà Tổng thống Donald Trump tuyên bố quân đội Mỹ rút khỏi ra khu vực do người Kurd kiểm soát ở Syria trước thềm chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ, và Tổng thống Donald Trump đã bị chỉ trích không riêng gì ở ngay tại Quốc hội lưỡng đảng, mà ngay cả các nước đồng minh NATO, vì họ đã cho rằng Tổng thống Donald Trump đã đưa ra quyết định mà lại không tham vấn ý kiến với các đồng minh trong khối NATO. Và ngay khi mà Tổng thống Macron lên tiếng như vậy, thì chính ông cũng bị sự chỉ trích từ nước Mỹ và ở ngay cả nước Đức. Những bản tin mà liên quan đến thế giới trong ngày hôm nay thì thưa quý vị, ở tại nước Nhật thì nước Nhật còn lên tiếng và cho rằng là trong ngày hôm qua, các nhân viên hải quan tại cảng Kobe, miền Tây của Nhật Bản, họ đã thu giữ một số lượng ma túy kỷ lục gồm tới 400 kg cocaine mà có cái giá chợ đen, con số này kinh khủng luôn thưa quý vị, 8 tỷ yen tiền Nhật, tức là tương đương với lại 73 triệu Mỹ Kim. Và đây là cái đợt thu giữ ma túy mới nhất ở Nhật Bản, với lượng ma túy thu được nhiều gấp đôi
so với con số được xem là kỷ lục trước đó tại một cái cảng, đó là ở miền trung của Nhật Bản. Và theo Bộ Y tế của Nhật Bản và cũng như là Bộ Lao động, thì trong vài năm trở lại đây, cái số vụ thu giữ cocaine tại nước Nhật cũng đã gia tăng. Trước vụ này thì các nhóm buôn bán ma túy có liên quan đến mafia, mà lần này mafia với Nhật Bản, họ thường lợi dụng việc buôn bán ma túy, trong đó có cocaine, để thu lợi. Và một số nhân vật nổi tiếng ở nước Nhật cũng đã bị kết án tù vì đã sử dụng cocaine và những loại ma túy khác. Ngoài nước Nhật thì trước đây ở New Zealand cũng đã phát hiện một số cocaine trị giá lên tới gần 2 triệu Mỹ Kim ở ngay trên bãi biển của New Zealand. Và cả nước Mỹ cũng đã thu giữ 13 tấn cocaine trong các chiến dịch mà truy quét ở tại Thái Bình Dương. Đó là những cái tin tức mà đã báo động một cái tình trạng đã tăng sản lượng cocaine trên toàn thế giới. Và đây cũng là một cái chiều hướng đang lo ngại cho trên thế giới. Không những người trẻ họ sử dụng cocaine mà ngay cả những người mà trung niên hay là những người cao niên. Do đó, chiến dịch mà để truy tìm hay là bắt giữ những băng đảng ma túy, đó cũng là một điều mà trên thế giới họ đang để ý tới. Và thưa quý vị, có một cái tin mà đã nhắc lại một cái chuyện mà đã xảy ra tới 30 năm trước đây. Vì ngày mai, ngày 9 tháng 11, thưa quý vị, đó là đúng vào lúc nước Đức họ chuẩn bị kỷ niệm 30 năm bức tường Berlin bị sụp đổ. Nhiều nơi trên thế giới thì những thanh thiếu niên thật sự hiện nay có phải là giới trẻ, là những người mà đang nắm lấy vận mệnh tương lai của đất nước, của chính họ hay không? Thì nhìn lại cái vai trò của giới trẻ tại phía đông của Berlin 30 năm trước đây, đây chính là những người mà họ đã góp phần dẫn tới sự tan rã của khối xã hội chủ nghĩa. Và một cái điều ngạc nhiên, âm nhạc lại chính là một cái nhát búa đầu tiên để mà đánh sập bức tường Berlin. Thì vào ngày 9 tháng 11 năm 1989, bức tường mà chia cách thành phố Berlin trong suốt 28 năm sụp đổ, chiến tranh lạnh chấm dứt. Trên thực tế, bức tường này tưởng chừng là một bức tường kiên cố đã rạn nứt từ lâu. Vào tháng Giêng của năm 1989, Chủ tịch của Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Đức, đó là Erich Honecker, tuyên bố bức tường Berlin còn đứng vững mãi cả trăm năm nữa. Nhưng chỉ 10 tháng sau thì người dân Berlin với lại những cái búa rìu đã đập nát cái biểu tượng của sự chia cắt, và qua đó đã khép lại hơn 40 năm chiến tranh lạnh. Khối xã hội chủ nghĩa bị tan rã, Liên Xô và chủ nghĩa cộng sản đã chấm dứt. Và như Lê Ngọc đã gửi đến cho quý vị, rất là bất ngờ, nguyên do chính là âm nhạc là một vũ khí rất là lợi hại của phương Tây. Những cái nhát búa đầu tiên giáng xuống bức tường thực ra đã được khởi động từ trước năm 1989. Mọi việc khởi đầu với một cái buổi trình diễn của một nam danh ca, mà nam danh ca này là người Mỹ, đó chính là Bruce Springsteen. Vào ngày 19 tháng 7 của năm 1988 thì nam danh ca Bruce Springsteen là một nghệ sĩ Tây phương nổi tiếng đầu tiên đã đến vùng Đông Berlin để mà trình diễn. Chỉ trọn vọn vẹn 4 giờ đồng hồ thì có đến hơn 300.000 thanh niên Đông Đức khao khát tự do bị ca khúc, đó là ca khúc Chimes of Freedom, nhạc và lời của Bob Dylan đã làm mê hoặc giới trẻ 300.000 người trẻ này. Cho dù trước đó, nam danh ca Bruce đã tuyên bố với khán giả rằng anh đến diễn trên sân khấu Đông Berlin không để ủng hộ cho một chính quyền của phe này hay phe khác, mà chỉ để đưa dòng nhạc rock and roll đến với khán giả của Đông Berlin. Dù vậy, Bruce Springsteen không quên
nói lên một nguyện vọng từ đáy lòng của anh ta. Anh hy vọng một ngày nào đó những rào cản sẽ được dỡ bỏ. Cái sự quan trọng giữa âm nhạc và chính trị, chúng ta đã thấy được cái kết quả. Và ngay cả vài tháng trước đó, còn có một cái tiếng hát của hai nhạc sĩ rất là lớn, nổi tiếng của trên thế giới, tự do, đó là David Bowie và Michael Jackson, từ phía bên kia của bức tường vọng sang. Và những cái tiếng hát đó, những lời nhạc đó đã chinh phục được con tim của giới trẻ đông đúc, cũng chỉ vì tránh để cho giới trẻ cứ dán mãi tai vào bức tường, nghe lóm những buổi trình diễn ở phía tây của Berlin mà chính quyền Cộng hòa Dân chủ Đức dưới thời đại của Honecker đã mời một vài nghệ sĩ ngoài khối xã hội chủ nghĩa để mà đến biểu diễn. Một nhà nghiên cứu về lịch sử âm nhạc đã từng đánh giá đêm biểu diễn tại Đông Berlin của nam danh ca Bruce Springsteen. Đó là sự kiện âm nhạc quan trọng nhất trong thế kỷ thứ 20. Và trong đêm diễn ấy, nam danh ca người Mỹ Springsteen đã gieo vào lòng của 300.000 trái tim tiếng chuông, đó chính là tiếng chuông của sự tự do. Và khán giả của Springsteen vào đêm đó đã nhận thấy một làn gió thay đổi đang thổi tới Cộng hòa Dân chủ Đức. Và tiếp tục, hơn một năm sau, vào tháng 11 của năm 1989, hình ảnh của nhạc sĩ Smyslav Rostropovich kéo đàn violon dưới chân bức tường ngay tại trại kiểm soát Checkpoint Charlie đi vòng quanh thế giới. Một người nghệ sĩ tóc bạc trắng, một cây đàn và bản suit của Bach là biểu tượng của hòa bình và Berlin đang hồi sinh. Là một nhạc sĩ chơi đàn violin bậc thầy của thế giới, thì thưa quý vị, nhạc sĩ Rostropovich 30 năm trước đang sống yên bình tại một căn nhà rất là sang trọng ở quận 16 của Paris, thì qua những đài phát thanh radio, ông hay tin bức màn sắt đang bị khai tử. Và thế là ngay lập tức, ông đã lập tức khăn gói lên đường đến Berlin. Và cùng với một người bạn thân của ông, Rostropovich với cây đàn đáp xuống sân bay của Berlin và bước ngay ra khỏi phi trường. Và họ đã đi đến đâu? Không ngần ngại, ông đã lấy taxi đến thẳng trạm kiểm soát Checkpoint Charlie, biểu tượng giữa hai thế giới, Đông và Tây. Và những nốt nhạc đầu tiên từ bản suite của Johann Sebastian Bach đã được cất lên, và tiếng búa, rùi nện và bức tường im bặt. Chính nhạc sĩ Rostropovich này đã kể lại trong buổi trình diễn rất là ngẫu hứng đêm 11 tháng 11 của năm 1989. Chỉ có hai ngày sau, làn sóng của người Đông Berlin đầu tiên chính thức qua hàng rào biên giới dưới sự kiểm soát của lính biên phòng của đôi bên. Nhạc sĩ Rostropovich đã tuyên bố đây thật sự là một ngày hạnh phúc, bởi vì ông biết rằng kể từ giờ phút này, Berlin không còn bị phân chia. Người Đức đã hòa vào một khối và những nốt nhạc của nhạc sĩ Bach là keo sơn hàn gắn lại hai nửa tâm hồn của những con người bị Đông và Tây đã giằng xé. Và cũng nhạc sĩ Rostropovich đã tâm sự rằng ông cần thấy có mặt dưới chân bức tường ở ngay vào thời khắc lịch sử đó để tri ân những người đã nằm xuống cũng tại bức tường này. Và ở vào những năm 1950 thì nhạc sĩ Rostropovich là một trong những tinh hoa của Liên bang Xô Viết. Ông là một nghệ sĩ rất là tài hoa, đã được đào tạo trong Học viện Âm nhạc Quốc gia và là một học viên hiếm hoi, mới 23 tuổi đã đạt được giải thưởng mang tên Stalin. Nhưng bước vào đầu thập niên của năm 1970 thì nhạc sĩ Rostropovich, ông đã phạm phải hai điều cấm kỵ. Một là tiếp xúc với nhà văn Solzhenitsyn, đó là tác giả của cuốn sách Quần đảo Ngục tù. Và cấm kỵ thứ hai là đứng về phía nhà bác học, nhà đấu tranh cho nhân quyền Sakharov. Và gia đình của Rostropovich đã bị chính quyền
Brezhnev đã đưa vào danh sách đen. Và đến năm 1974, thì nhạc sĩ Rostropovich, ông đã phải rời Liên Xô sang định cư hẳn tại Mỹ, rồi nước Pháp. Và ông là nghệ sĩ bốn bể, là nhà với những vòng lưu diễn bất tận. Đã nhiều lần ông đã đi vòng quanh trái đất, nhưng theo lời con gái của nhạc sĩ thì đã cho biết là dù bị Liên bang Xô Viết tước quyền công dân vào năm 1978, thì chính ông cũng luôn thầm mơ có được ngày trở về lại đất nước của họ. Và dù vậy, tất cả những nhà sử học đều đồng ý trên một điểm: sự sụp đổ của bức tường Berlin chỉ là hồi kết từ những vết nứt chính trị trước đó trong khối Cộng sản. Thì ngay tại Liên Xô, lần đầu tiên thành trì của chế độ Cộng sản tổ chức bầu cử tự do vào tháng 3 của năm 1989, Hungary thì vào tháng 2 của năm 1989, không còn là một quốc gia độc đảng. Cũng Hungary vào ngày 10 tháng 9 của năm 1989 đã mở cửa biên giới với Áo, và đây cũng là cửa ngõ đầu tiên giữa hai khối Cộng sản và Tư bản. Và tháng 6 cùng năm, đó là năm 1989, thì tại Moskva, công đoàn của Solidarnosc của Lech Walesa đã đắc cử trong cuộc bầu cử tự do đầu tiên kể từ sau Thế chiến. Và thưa quý vị, và để cho sắp sửa kỷ niệm 30 năm bức tường Berlin bị sụp đổ vào ngày mai, ngày 9 tháng 11, vì thưa quý vị, ngày 9 tháng 11 của năm 1989, bức tường chia cách thành phố Berlin đã bị sụp đổ và chiến tranh lạnh chấm dứt. Lê Ngọc vừa mới gửi đến cho quý vị một câu chuyện về ngày này năm xưa, chính là âm nhạc đã đánh sập bức tường Berlin. Và tiếp tục, Lê Ngọc xin mời quý vị đến với vài giây phút quảng cáo của những cơ sở thương mại đã hỗ trợ cho làn sóng của NVR, và sau đó luật sư Nguyễn Hoàng Duyên và Lê Ngọc sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị những bản tin mới nhất trong ngày hôm nay. Mời giải chúng tham gia giải đấu Baccarat Lucky 8 để có cơ hội thắng 888.888. Tìm hiểu thêm, xin vào livecasinohotel.com. Phải từ 21 tuổi trở lên, hãy chơi có trách nhiệm và cần được trợ giúp, xin hãy gọi 1-800-GAMBLER. Thân ái mến chào quý vị. Trong cuộc sống có những điều rất bình thường mà chúng ta ít khi quan tâm. Đó là nước uống cho cơ thể của chúng ta. Nguồn nước không tốt sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống của mọi người. Để thay đổi nguồn nước không tốt đó, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu chiếc máy Kangen K8. Với đặc tính khoa học và tối tân nhất hiện nay trong việc đào thải các chất axit và các hóa chất có rất nhiều trong nguồn nước uống hiện nay, chiếc máy Kangen K8 còn tạo ra 7 nguồn nước khác nhau, uống rất tốt cho sức khỏe. Nguồn nước này còn giúp cho làn da đẹp, làm cho mái tóc mượt mà. Nguồn nước này còn rửa được rau, thịt cá và nấu ăn rất là ngon. Xin hân hạnh giới thiệu chiếc máy Kangen K8. Thay đổi nguồn nước chính là lúc chúng ta đang thay đổi trong cuộc sống. Hãy liên lạc ngay với chúng tôi để hiểu rõ về sức mạnh của nguồn nước Kangen, chắc chắn giúp cho quý vị sẽ tìm lại được kho tàng quý báu chính là sức khỏe. 703-992-6100, nguồn nước mới, cuộc sống mới. 703-992-6100 hay 703-473-9326. Xem Cargo nhận chuyển hàng về Việt Nam, giao tận nhà và khắp các tỉnh thành, bảo đảm, nhanh, uy tín. Gửi về Sài Gòn, 3 đồng 50 xu một bao. Gửi về Hà Nội và các tỉnh, 3 đồng 95 xu một bao. Có tracking number và bảo hiểm bồi hoàn. Địa chỉ 6521 Arlington Boulevard, phòng B105. Phone Church VA22042, điện thoại 703-340-3949. Trân trọng kính mời quý vị hãy gọi ngay cho Sam Cargo 703-340-3949, 703-340-3949.
Trung tâm Eden Center như một tiểu Sài Gòn, nơi thanh lịch để mua sắm, nơi để thưởng thức những món ăn ngon, đặc sắc, nổi tiếng của nền ẩm thực Việt Nam. Eden Center tọa lạc gần Seven Corners, Falls Church, Virginia, được thành lập từ năm 1984 và Hội đồng Phát triển Kinh tế của thành phố Falls Church coi đây là một địa điểm du lịch số 1 trong khu vực, quy tụ hơn 100 cửa hàng với những cơ sở kinh doanh của người Việt Nam, gồm nhiều nhà hàng, tiệm vàng, gift store, tiệm cắt tóc, phục vụ cho quý vị đồng hương Việt Nam. Đến Falls Church, Virginia, quý vị đồng hương đừng quên đến trung tâm Eden Center. Lê Ngọc xin mời quý vị trở lại với những bản tin của đài NVR trong ngày hôm nay với luật sư Nguyễn Hoàng Duyên trên làn sóng FM 100.3 HD2 khi mà quý vị đang lái xe DC Maryland, Virginia cũng như trên hệ thống toàn cầu nvradio.co và qua YouTube NV Radio Việt Nam Live. Lê Ngọc xin chào anh Duyên. Nguyễn Hoàng Duyên kính chào quý thính giả và chào Lê Ngọc. Và thưa với lại luật sư Duyên, nhanh chóng bước vào những cái bản tin trong ngày hôm nay, một cái sự kiện mà Lê Ngọc cũng đã vừa mới gửi sơ qua cho quý vị thính giả thôi. Một nhân vật vừa mới tuyên bố trong ngày hôm qua, không biết là luật sư Duyên có lấy làm shock, có lấy làm lạ hay không, khi mà chúng ta nhận được từ New York Times, từ cố vấn chính trị của ông Michael Bloomberg, tỷ phú, rồi đây cũng là một cựu thị trưởng của New York, cho chúng ta biết rằng là có thể trong ngày hôm nay thì ông sẽ có thể điền những cái giấy tờ để mà có thể chạy vào cái cuộc đua làm ứng cử viên tổng thống năm 2020. Thì với cái sự tuyên bố này, luật sư Duyên nghĩ là tổng thống Donald Trump, ông nghĩ như thế nào? Đây là có phải là một cái đối thủ thật sự nặng ký trong cái cuộc đua bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 đối với tổng thống Donald Trump và đối ngay cả với những ứng cử viên bên phía đảng Dân Chủ, thưa luật sư Duyên? Điểm thứ nhất là Michael Bloomberg là một ông tỷ phú, thì chúng ta biết rằng là trong một cái nhóm lúc đầu là 23 người đó, chưa có một ông tỷ phú ở California là ông Tom Steyer, gia nhập. Cái sự gia nhập trễ của ông Tom Steyer đó, nó về mặt timing, về cái mặt cái thời điểm đó, nó hơi lỡ cỡ. Mình không hiểu tại làm sao mà tới giờ phút đó Tom Steyer nhào vào để mà tranh cử. Thì bây giờ cũng tương tự như vậy, ông Michael Bloomberg cũng là một tỷ phú, mà riêng về hai ông tỷ phú này đó, nếu mà nói về cái số tiền không đó thì chắc là nặng ký hơn là Donald Trump. Nhưng mà hai ông không có một cái cá tính mà có thể gọi là tự nhiên kích động cử tri, mình không thấy điều đó. Cho nên Tom Steyer ngay bây giờ trong cái nhóm mà 14 người còn lại đó, Tom Steyer về cái thăm dò cho thấy rằng là cái phần trăm rất là thấp, không có lên hàng đầu giống như là Joe Biden hay là Sanders hay là Buttigieg hay là bà Elizabeth Warren, mình không thấy. Vậy thì cái ông Michael Bloomberg ấy, nếu mà ông ra vào cái thời điểm này và mình quan sát cái cách của Michael Bloomberg nói chuyện đó, thì đây là một ông tỷ phú mà thứ nhất về nhân cách là nhân cách lớn, nhưng mà về cái charisma, cái sức cuốn hút cử tri đó mình chưa thấy. Ông Michael Bloomberg là cái ông mà ông nói cái câu mà tôi là New Yorker, tôi là người New York, khi mà I see a con man, khi mà tôi thấy một, xin lỗi, muốn chuyển một thằng điếm đó, tôi thấy thằng điếm thì tôi biết liền thôi. Thì đây là cái người mà chống Trump từ lâu rồi, nghĩa là mà không phải là chống Trump nữa, nhưng mà không đồng ý với cái nhân cách và cái con đường làm việc của Trump thì đã từ lâu rồi. Nhưng mà cái thời điểm mà ông chờ cho tới khi mà người ta không có để ý tới ông nữa thì ông nhào ra. Anh Duyên không nghĩ là ông sẽ thắng được ở bên ông chưa là đối với lại bên phía bên Dân Chủ không đó, thắng để mà thắng cái sơ bộ cũng chưa chắc đã thắng nữa. Thành ra anh không hiểu tại sao mà ông ra vào cái phút này. Ông Tom Steyer,
ông Bloomberg và cái ông tỷ phú của Starbucks đó, ông Scholz đó, thì anh không nghĩ là có cái gây một cái tác động nào mạnh. Cái mà mình sợ nhất là miễn là mấy ông đó sau cái cuộc mà gọi là primary, cái cuộc mà tranh cử sơ bộ trong nội bộ đảng Dân Chủ đó, nếu mà mấy ông không được đề cử thì làm ơn đừng có ra như cái tư cách là independent, như là độc lập. Là tại vì nếu mà mấy ông ra cái tư cách độc lập đó thì mấy ông sẽ chia phiếu bên cái nhánh của Dân Chủ, nó làm cho nghĩa là tặng Donald Trump một cái cơ hội để mà thắng cử lần thứ hai. Mà thì anh Duyên vẫn tin là thì thôi mấy ông muốn ra bây giờ để mấy ông thăm dò coi cái lòng của cử tri như thế nào thì mấy ông cứ ra. Ông Bloomberg cũng đã từng là thị trưởng của New York rồi, cũng là một người nổi tiếng, và nếu mà nói về tư cách thì đây là một cái người tỷ phú mà khác hẳn tỷ phú Donald Trump ở New York, cho nên ông vẫn nghĩ rằng là ông có một cái cơ hội chờ xem. Nhưng mà nhiều phần anh Duyên không nghĩ là ông sẽ lên cái hàng top của bên phía Dân Chủ để mà đối đầu với Donald Trump thôi. Chỉ mong là ông đừng có ra ứng cử theo cái tư cách độc lập và chi phiếu của bên phía bên Dân Chủ thì cái điều đó nó sẽ không ảnh hưởng gì tới cái kết quả 2020 hết. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, trong ngày hôm nay thì thưa quý vị, ông Michael Bloomberg theo lời cố vấn chính trị của ông, đó là ông Howard Wolfson, cho biết là ngày hôm nay thì ngày chính thức là ông Bloomberg sẽ làm thủ tục để mà điền vào cái danh sách ứng cử sơ bộ tại tiểu bang Alabama bên phía đảng Dân Chủ, vào để mà cho đúng cái thủ tục là có thể, nếu mà ông thật sự ông quyết định chạy đua, thưa quý vị, hiện nay thì ông chưa có quyết định, nhưng sẽ làm thủ tục để mà vào được cái danh sách ứng cử sơ bộ, đó là vào ngày 3 tháng 3 của năm 2020, ngày Super Tuesday. Thì chúng ta cũng hãy chờ xem thật sự coi như thế nào trong cái vấn đề này. Nhưng mà thưa với lại luật sư Duyên, những cái lời tuyên bố của ông Michael Bloomberg, vì ông cho rằng ông lo ngại rằng những ứng cử viên hiện tại của bên phía đảng Dân Chủ chưa có đủ sức mạnh, chưa có đủ vị thế để mà đánh bại Tổng thống Donald Trump, thì với cái lời lên tiếng này thì luật sư Duyên nghĩ như thế nào? Và cái đó cũng là cái suy nghĩ của Tom Steyer, cũng là cái suy nghĩ của ông Bloomberg. Tức là các ông quan sát, đứng ngoài quan sát mà, thì cảm thấy rằng là trong cái nhóm của những cái người Dân Chủ đó, họ có những người có cái điểm mạnh này, điểm mạnh khác, nhưng mà hình như họ chưa thấy một cái người nào mà có cái charisma đó, có cái khả năng mà gọi là kích động cái người dân chúng đi bầu. Thành ra họ nói rằng là có thể là họ sẽ làm tốt hơn, như là Tom Steyer đó, hay là ông Bloomberg đó, họ nghĩ là họ sẽ làm hay hơn những người như là ông Joe Biden hay là ông Sanders hay bà Elizabeth Warren ấy. Chính vì cái điểm đó mà họ ra. Chúng ta nhìn lại, thứ nhất là ông Joe Biden thì yes, được bên phía bên Dân Chủ đang những cái thăm dò cho thấy là ông đang dẫn trước, nhưng mà cái cách ông nói chuyện và cái tuổi tác nó cũng một phần ảnh hưởng, nó khiến cho những cái người bên ngoài, bây giờ những cái người bên ngoài mà trong đó có ông Steyer hay là có ông Bloomberg đó, đều nghĩ rằng là hình như ông này đã vượt quá cái tuổi mà ông có thể lãnh đạo một cách ngon lành rồi. Tương tự như vậy đối với ông Sanders. Ông Sanders thì bị sốt nữa mà. Còn bà Elizabeth Warren á, thì bà là trong cái nhóm hàng đầu, nhưng mà những cái platform của bà đó, những cái đề cương của bà đó, nó có tính cách là nó sẽ mình sẽ bị gọi là một nhóm ở nhất là những cái cử tri mà ở những cái tiểu bang Trung Mỹ đó, người ta buông, người ta không có ủng hộ bà Elizabeth Warren. Nếu mà đi vào vòng trong mà đụng với ông Donald Trump đó, thì người ta sẽ không ủng hộ. Trong đó có những cái chuyện như là bà nói rằng là Medicare for All, những cái đề nghị, những cái đề xuất mà nó gọi là nó quá cấp tiến đó, thì có thể là mình đánh mất cử tri. Và chính mấy ông như là ông Tom Steyer, như ông Michael Bloomberg đó, ông sợ rằng là với cái sự mà quá cấp tiến như vậy, thì khi mà vào vòng trong, chẳng hạn như thắng ở bên phía Dân Chủ rồi mà vào vòng trong đụng với lại
với lại Tổng thống Donald Trump bây giờ đương nhiệm đó, thì có thể mình thua. Mặc dù rằng tất cả những cái thăm dò cho thấy rằng là hoặc là ông Biden, hoặc là ông Sanders, hoặc là bà Elizabeth Warren gì đó cũng thắng Donald Trump nữa, nhưng mà mấy ông ở bên ngoài nhìn vào thì mấy ông có thể có một cái góc nhìn khác, và do đó mấy ông nghĩ rằng là nếu mà mấy ông vào tranh cử thì không chừng và cái kết quả nó sẽ chắc ăn hơn, tốt hơn mà. Cho nên Tom Steyer thì đã tranh cử rồi mà cho tới giờ phút này cũng con số ủng hộ chỉ có 1-2% thôi, thì ông Bloomberg anh vẫn nghĩ rằng không có đạt được cái top đâu. Nhưng mà cái quan ngại của những người như là Bloomberg và Tom Steyer đó, nó cho mình thấy rằng là những cái người mà nếu mà đã thắng ở bên vòng sơ bộ của bên Dân Chủ rồi đó, có lẽ họ phải điều chỉnh cái platform, điều chỉnh cái đề cương của họ khi mà họ vào vòng trong đấu trực tiếp với lại Tổng thống đương nhiệm Donald Trump. Trở lại với đây Ngọc. Dạ vâng, luật sư Duyên có nói đến vấn đề tuổi tác thì thưa quý vị, tỷ phú Bloomberg năm nay ông cũng đã 77 tuổi rồi. Ông là một chính trị gia cũng lâu năm rồi, quý vị cũng nghe Lê Ngọc đã nói rồi. Ông cũng đã từng làm thị trưởng New York tới 3 nhiệm kỳ. Do đó người ta cũng có thể nói rằng ông Bloomberg có thể cũng là một cái mối lo ngại đối với Tổng thống Donald Trump hay là đối với lại cả ông Joe Biden. Ông Bloomberg, ông này là tỷ phú mà ông là người giàu thứ 9 ở nước Mỹ và ông đứng thứ 14 trên thế giới. Và ông là người đã sáng lập ra tập đoàn về tin tức tài chính, đó là Bloomberg. Rồi ngay cả ông cũng có một đài truyền hình mang tên Bloomberg. Và tổng tài sản giá trị của ông, thưa quý vị, con số này nó dao động từ con số 52 cho tới 59 tỷ Mỹ Kim. Thành thử với cái chức thị trưởng New York trước đây là tới 12 năm, cái thành tựu nổi bật đầu tiên mà của ông Bloomberg người ta nói đến, đó là ông cấm hút thuốc lá trong những cái quán bar vào năm 2003 tại New York. Và sau đó thì tỷ phú Bloomberg cũng là người ủng hộ rất là nhiệt thành cho việc kiểm soát súng. Và vào năm 2006 thì ông Bloomberg cũng thành lập một cái nhóm vận động chống bán súng trái phép mà được một cái con số thị trưởng trên khắp nước Mỹ ủng hộ rất là nhiều. Con số này lên tới 1.000 thị trưởng. Nhưng bên cạnh đó thì thưa quý vị, ông cũng có một cái sự mà chỉ trích vì ông cũng là một cái nhân vật gây tranh cãi đối với thành phố New York, vì người dân ở đây họ nhìn nhận ông là người ủng hộ mạnh mẽ và khuyến khích những cái dự án bất động sản rất là lớn ở tại thành phố New York, đã khiến cho giá nhà ở New York tăng cao và nhà ở cho người thu nhập trung bình thì ngày lại càng khan hiếm đi. Thì quý vị cũng thấy là ở New York rất nhiều những tòa nhà, những cái building, những cái tòa tháp rất là hào nhoáng mọc lên khắp thành phố, rồi kèm theo những cái dự án công cộng như là công viên High Line chạy dọc theo phía tây của đảo Manhattan và du khách. Nhưng mà những cái điều đó lại tạo cho một cái sự thu hút du khách tới New York cũng tăng vọt trong cái nhiệm kỳ của ông. Đó là những gì mà Lê Ngọc giới thiệu đến cho quý vị, để quý vị thính giả biết thêm về nhà tỷ phú Bloomberg. Và chuyển qua một cái sự kiện khác, thưa với lại luật sư Duyên, tin tức mà Lê Ngọc nhận được từ những tờ báo như là Politico và Washington Post, thì Ủy ban Tình báo của Hạ viện Mỹ, mà chúng ta biết là cơ quan đang điều tra về vấn đề luận tội Tổng thống Donald Trump, thì đã triệu tập một nhân vật. Và thưa quý vị, nhân vật này là ai? Đó chính là ông Mick Mulvaney, quyền chánh văn phòng của Tòa Bạch Ốc, để tiến hành chất vấn ông này trong ngày hôm nay. Thì thưa với lại luật sư Duyên, cái vấn đề mà gọi là triệu tập ông Mick Mulvaney, thì với những gì ông Mulvaney sẽ nói thêm khi mà ra điều trần, ông sẽ nói thêm những sự việc gì liên quan đến vấn đề luận tội Tổng thống Donald Trump? Sự thực ký cuộc đối đầu giữa bên phía bên Tòa Bạch Ốc với Quốc hội đó, nó đã tới một cái điểm chưa tới, mình không dám dùng cái chữ cực điểm, nhưng mà đã tới cái đối đầu nó cao rồi. Mà khi mà càng đụng với nhau như vậy đó, thì cho thấy rằng là rồi ra cái bức tường mà bên phía bên Tòa Bạch Ốc ngăn chặn mà,
cái gọi là Stonewall đó, hình như nó đang từ từ nó sức mẻ, nó bắt đầu nó rụng rồi. Cho tới giờ phút này mình chỉ thấy là còn những cái người mà càng lúc đó bên phía bên quốc hội đó, họ càng subpoena nhiều cái nhân vật mà nó đi vào vòng trong của nó vào cái cốt lõi của tòa Bạch Ốc hơn. Thì Mick Mulvaney là một, người kế tiếp là ông Rick Perry là cái ông bộ trưởng về môi trường đó, rồi thêm nữa là một cái ông John Bolton. Đó là những cái người mà nằm ở trong cốt lõi của cái tòa Bạch Ốc. Chúng ta biết rằng là nếu mà nói về cái thông tin đó, để mà impeach tổng thống đó, tới bây giờ là người ta có đủ rồi, qua 8 vị, 10 vị rồi đó. Rồi còn ngày hôm qua đó thì ở trên vùng của Lệ Ngọc đó, chắc là có cái biết cái tin cái bà Jennifer Williams là cái bà phụ tá cho phó tổng thống Mike Pence đó, bà cũng đi ra bà điều trần. Mỗi một lần điều trần đó thì bà Jennifer Williams bà cũng đồng ý với tất cả những cái người trước. Thành ra có Mick Mulvaney có ra hay là không ra đi nữa đó, thì cái thông tin đó chắc cũng không có thêm được cái gì, tại vì cũng không có chối bỏ được cái gì. Làm sao Mick Mulvaney có thể chối bỏ rằng là cái này không phải là quid pro quo, cái này không phải là đổ chát. Làm sao có thể nói như vậy được nữa, khi mà ngay trên cái ống kính truyền hình, trong một vài chương trình trước anh Duyên với Lê Ngọc cũng chia sẻ rồi đó, ổng lên truyền hình mà ổng nói tỉnh bơ giống như là một cái người gọi là đang bị kết tội đi ăn cướp, mà nói là yes, chúng tôi có đi ăn cướp nhưng mà chúng tôi được miễn nhiễm theo cái kiểu đó đó, thì làm sao mà chối bỏ được điều gì nữa. Cho nên cái việc mà bên phía quốc hội đó, họ mời Mick Mulvaney hay là họ mời ông Rick Perry đó, chỉ vì có một cái chuyện thôi. Đó là, thứ nhất, tòa Bạch Ốc đó luôn luôn nói rằng là mình không có được fair, mình không có được đối chứng. Bây giờ người ta mở cho cái cơ hội, nếu mà bây giờ giả sử Mulvaney hay là ông Perry mà tin rằng là mình không có làm cái gì sai đó, thì bây giờ chúng tôi đang cho mấy ông cái cơ hội để trình bày nào, mấy ông đến đi. Không ông nào dám đến hết đó. Cái đó là cái mục đích chính. Thật sự cái mục đích chính không phải là tìm thêm thông tin. Thông tin thì bây giờ dư rồi, quá đủ rồi. Nhưng mà họ lôi những cái nhân vật mà cốt lõi đó ra để cho họ mời. Nhưng mà họ biết chắc chắn rằng là những cái người đó họ sẽ không ra. Kể cả bây giờ một nhân vật mà mình biết tự nhiên hổm rài, im hơi lặng tiếng đó, là ông Ngoại trưởng Mike Pompeo. Từ cái hồi mà bung ra cái vụ Ukraine rồi, mỗi một lần ông xuất hiện trên TV đó, ông giống như một cái đứa trẻ ăn vụng mà bị bắt quả tang vậy đó. Ông nói cái mặt ông gượng gạo, ngượng ngập này nọ, trong khi tất cả những cái người mà dưới quyền của Mike Pompeo cũng đã gọi là khai trực tiếp, khai rõ ràng rồi. Từ những cái người cấp bậc đại sứ, rồi từ ông Sondland, từ ông Volker, tất cả những cái lời khai đó là mình biết là Mike Pompeo là kẹt lắm rồi. Vậy thì cái subpoena này, thứ nhất, cái ý nghĩa của nó là chúng tôi không có cần thêm cái thông tin, nhưng mà chúng tôi muốn cho các ông cơ hội. Nếu các ông nghĩ rằng là những cái người nhân chứng kia mà nói láo đó, thì đây là các cái cơ hội để mà mấy ông đối chứng nè. Để trong tương lai, mấy ông đừng có nói rằng là bên quốc hội đó là witch hunt, là không có tôn trọng cái quyền của bên hành pháp, rồi không có fair, rồi cái này, những cái cuộc điều tra này nó không có legitimate, nó không có đúng theo cái due process. Tất cả những cái tranh luận về pháp lý của mấy ông đó, bây giờ tụi tôi mời mấy ông đi ra nói nè. Nếu mà mấy ông nghĩ rằng là 4-5 người kia là láo toét hết đó, thì bây giờ mấy ông ra, mấy ông đối chất đi. Mấy ông không ra thì điểm thứ nhất là mấy ông sẽ mất cái thế biện hộ là cái impeachment này đó là không có fair, không có legitimate, là mấy ông đã thua cái điểm đó rồi. Và điểm thứ hai là khi mà mấy ông không ra đó, thì chúng tôi sẽ cho thấy cái power của quốc hội, mà cái power của quốc hội nó sẽ charge mấy ông với cái tội contempt. Thì nếu mà charge với cái tội contempt đó, thì có nhiều chọn lựa lắm. Chọn lựa thứ nhất là mình nói là quốc hội có thể cử cái ông Sergeant at Arms,
tức là giống như là cảnh sát của Quốc hội đó, đi qua cầu mấy ông cũng được nữa. Nhưng mà mình biết chắc chắn là cái giải pháp đó là cái giải pháp nó cực kỳ và chưa bao giờ ai xài đó, thì Quốc hội sẽ không xài. Cái điểm thứ hai là Quốc hội có phải có thể nện tiền, là Quốc hội nó bây giờ mỗi một ngày mà ông không có đi ra đó, tôi phạt ông thí dụ một ngày là 1.000 đô la hay là một ngày là 5.000 đô la như vậy, thì mình cứ tưởng tượng một ngày 1.000 đô la thôi, thì một năm trời cho tới năm 2020 đó, lúc mà Donald Trump mà mất chức đó, thì nội cái đó là khoảng là 300-400.000 đô la rồi. Thì nếu mà mấy ông mình cũng tương tự như cái người mình lái xe mà mình lì, mình không chịu đi ra tòa đó, mà thì tòa cứ cái giấy phạt đó cứ mỗi một lần gửi về, thay vì phải đóng liền bây giờ 200 thì mai mốt là đóng 500 rồi lên 1.000, thấy cái số tiền mà quá lớn đó, bắt đầu mình chóng mặt rồi. Thì đó là một cái biện pháp thứ hai mà Quốc hội có thể sử dụng. Một cái biện pháp thứ ba nó mất thời giờ hơn, có nghĩa là mấy ông đã bị contempt rồi, thì bên Quốc hội đưa mấy ông ra tòa để cho bên phía bên tư pháp xử mấy ông đó. Cái đó là một cái biện pháp mà theo anh Duyên là nó mất thời giờ mà nó cũng có hiệu quả nữa. Cái biện pháp mà nện vô cái túi tiền của mấy ông đó. Tại vì mấy ông phải nhớ một điều, Donald Trump không phải là làm tổng thống vĩnh viễn đâu. Sẽ có lúc Donald Trump không còn cái quyền nữa. Và khi mà Donald Trump không còn cái quyền nữa, mấy ông trở lại thường dân rồi đó, mấy ông nhìn cái bill mà nó nện vào cái tài sản của mấy ông lên tới bạc triệu đó, lúc đó mấy ông sẽ suy nghĩ lại. Cho nên chúng ta đang chứng kiến một cái giai đoạn mà những cái thông tin hỗn rài nó dồn dập đó, nó từ cái chuyện bầu cử ở Virginia, ở Kentucky, rồi bây giờ tất cả những người mà làm việc đó ra làm nhân chứng, rồi ông Sondland đó hôm bữa ra hình như đã nói láo rồi, bây giờ giật mình gửi thêm một cái văn bản 4 trang nữa để mà tôi sửa lại, tôi nhớ lại rồi, bây giờ tôi sửa lại những cái điều sai trái mấy lúc trước đó. Nó càng lúc nó mình thấy nó cũng giống như là cái mình nghe nhạc giao hưởng mà lúc cuối cùng mình nghe dồn dập, có nghĩa là bài nhạc nó sắp đến cái hồi chấm dứt đó, hay là coi pháo bông mà nó bắn rộ lên, có nghĩa là sắp tới cái hồi chấm dứt đó. Thì giữa cái lúc mà những cái giai đoạn kết thúc như thế này, thì muốn xem coi là những cái ông như là Mitt Romney đó, mấy ông lì được tới đâu. Là tại vì nếu mà anh Duyên mình như mà là bà Pelosi hay là như ông Adam Schiff á, thì anh Duyên sẽ tỉnh như ruồi. Là tại vì mấy ông cứ chống đối đi, mấy ông đừng có ra cũng không sao hết trơn nữa. Mấy ông càng không ra thì cái thế của chúng tôi nó càng mạnh hơn. Thông tin thì chúng tôi có đủ rồi, về luật pháp chúng tôi cho cho ông cái cơ hội đồng đều rồi, cũng giống như là đi ra tòa để mà biện hộ mà mấy ông không biện hộ. Và kế tiếp nữa là cái đe dọa gần như là mỗi một ngày nó tăng lên về cái sự trừng phạt khi mà chúng ta khinh mạng Quốc hội đó, thì cái bản hiến pháp nó sẽ trừng trị mấy ông. Cái đó tổng kết nó là như vậy. Cho nên anh Duyên thực sự càng về sau này đó, anh Duyên mà nghe những cái lúc đầu tiên đó, mình biết là cái sự chống đối nó là khó khăn, nhưng mà khi cái mảng tường nó đã sụp rồi đó, thì những cái sự chống đối sau này nó chỉ là nó thêm tác hại cho những cái người chống đối thôi, chứ nó không có tác hại gì cho cái phía bên Quốc hội hết đó. Là bởi vì cái thông tin để mà luận tội nó có đầy đủ, nó có sẵn rồi. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, mỗi ngày thì chúng ta lại nhận được những cái bằng chứng nó không có thuận lợi cho Tổng thống Donald Trump đi. Riêng trong ngày hôm qua, thưa với luật sư Duyên, trong một cái phán quyết vào ngày thứ Năm ngày 7 tháng 11, thì một vị thẩm phán, đó là vị thẩm phán Sally Scapula, lại còn đưa ra một cái phán quyết từ tiểu bang New York là ra lệnh cho Tổng thống Donald Trump, ông phải trả 2 triệu Mỹ Kim cho một cái nhóm tổ chức phi lợi nhuận mà đã kiện Tổng thống, để cho Tổng thống Donald Trump dàn xếp với lại Bộ Tư pháp của tiểu bang New York về vụ kiện dân sự này, đã cáo buộc rằng Trump Foundation, tổ chức của Tổng thống Donald Trump, đã hợp tác trái phép với ban tranh cử Tổng thống của Tổng thống Donald Trump vào năm 2016, vì Tổng thống Donald Trump đã vi phạm một cái luật về từ thiện của tiểu bang. Thì khi mà nói đến pháp lý, khi mà tòa phán quyết Tổng thống Trump phải trả 2 triệu,
Thì thưa với luật sư Duyên, thật sự có phải chính Tổng thống Donald Trump phải trả, hay là Trump Organization, hay là có ảnh hưởng gì đến trong gia đình con cái của Tổng thống Donald Trump? Vì chúng ta biết là cái quỹ từ thiện này trước đây cũng đã bị đóng lại, không có được hoạt động nữa, liên quan đến không riêng gì Tổng thống mà cả gia đình con cái của Tổng thống Donald Trump, thưa luật sư. Điểm thứ nhất là cái vụ kiện này đó là cái thành phố New York, cái tổng trưởng tư pháp của thành phố New York đó, họ kiện những cái tổ chức từ thiện của Tổng thống Trump. Thì đây là họ kiện những cái tổ chức từ thiện mà. Nhưng mà nếu mà qua cái phán quyết hôm qua mà đọc kỹ đó, thì mình thấy gần như là bà thẩm phán, bà Scapola này đó, bà còn nhẹ tay đó, chứ không phải bà không có làm hết mình đó. Là tại vì yes, 2 triệu đồng mà đã collect, đã thu được của từ thiện đó, thì bây giờ cũng giống như bà ra lệnh là phải trả lại thôi. Chứ bà không có, ngoài ra đó, bên phía bên New York đó, họ đòi những cái điều sau đây nè. Họ xin tòa là thứ nhất là trừng phạt về vấn đề tiền, bởi vì lấy tiền từ thiện để mà vận động tranh cử, để mà trả riêng cho mình mà. Và họ yêu cầu cái thứ hai là phải cấm Donald Trump và con cái của mình không được quyền làm chủ bất kỳ một cái tổ chức mà non-profit, tổ chức từ thiện nào nữa ở bên New York. Thì bà tòa bà không có cho cái đó. Cho nên mình nói như vậy, điều đó có nghĩa là nếu mà Donald Trump hay là Ivanka Trump hay mấy đứa con đó mà về lại lập một cái foundation mới, một tổ chức từ thiện nữa ở New York đó, thì họ vẫn được làm. Chứ còn cái yêu cầu của bộ tư pháp là bị bác rồi. Rồi ngoài ra bên phía bên bộ tư pháp còn yêu cầu là phải có cái lệnh trừng phạt nữa, punitive damage. Có nghĩa là ngoài 2 triệu đó, phải trừng phạt là trả thêm, nghĩa là mấy triệu về cái tội vi phạm của mình. Mà những người ra tòa dân sự hay gặp cái chuyện đó, là cái tiền thật sự mình đền chỉ có 1 triệu thôi, mà đôi khi bị trừng phạt lên 3-4 triệu là tại vì những cái sai lầm của mình đó. Thì trong cái phán quyết ngày hôm qua, bà Scapola không có trừng phạt. Cho nên đối với cái góc nhìn về pháp lý đó, thì đây là một cái phán quyết mà tương đối nó nhẹ. Cái phán quyết này nhẹ cho tổng thống lắm đó. Nhưng mà thì cái 2 triệu này, Lệ Ngọc hỏi là có phải từ cái tiền túi của tổng thống Trump hay không. Mình biết rằng là dĩ nhiên cái cá nhân tổng thống thì không có bị đâu, nhưng mà cái đơn kiện này là kiện những cái cơ quan từ thiện. Vậy thì tòa ra lệnh là cái 2 triệu mà đã collect từ bá tánh đó, bây giờ phải đưa qua các cái cơ sở từ thiện khác. Mà nếu bây giờ các cái cơ sở từ thiện này mà không có còn tiền để mà trả 2 triệu này đó, thì chắc chắn là những cái tổ chức khác, những cái Trump Organization khác đó, phải đưa tiền ra để mà gọi là trả cho những cái cơ quan từ thiện mà bà đưa một cái list như 4-5 cơ quan từ thiện gì đó, thì phải làm như vậy thôi. Còn cái chuyện mà có phải từ tiền túi của cá nhân tổng thống hay không đó thì cũng không quan trọng nữa, tại vì tiền của tổng thống thì nằm ở trong các cái cơ sở đầu tư, trong mấy cái tổ chức của Trump rồi mà. Thì đó là cái ý nghĩa của cái phán quyết ngày hôm qua. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, Lê Ngọc tiếp lời với luật sư Duyên thì thấy là cái những cái số tiền này, thưa quý vị, từ những Trump Foundation gây quỹ cho cựu chiến binh trong cái chiến dịch tranh cử năm 2016. Rồi những nhà gây quỹ này qua những cái chương trình của đài truyền hình thì họ đã thu được hơn 2 triệu cái tiền đóng góp. Nhưng mà cái số tiền này lại hoàn toàn dùng vào những cái cuộc họp kín ở Iowa theo lời chỉ đạo của giám đốc chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump vào lúc đó. Đó chính là Corey Lewandowski. Thành thử, thưa quý vị, đó là cái sự kiện mà tòa ngày hôm qua đã phán quyết để mà phạt Tổng thống Donald Trump phải trả lại hơn 2 triệu trong cái vụ kiện dân sự về quỹ của Tổng thống Donald Trump. Thì thưa với luật sư Duyên, với tất cả những gì mà xảy ra mỗi ngày, hằng ngày như vậy, thì những gì chúng ta thấy là cái sự gọi là giận dữ của Tổng thống Donald Trump, ông chỉ trích giới truyền thông,
Rồi ông luôn lên tiếng là đây là một cái cuộc săn phù thủy mà gọi là kinh khủng nhất, tệ hại nhất từ chưa từng có từ trước tới bây giờ. Rồi những gì mà luật sư vừa mới nói đến, một người phụ tá của phó tổng thống Mike Pence cũng có liên quan đến những cái vấn đề mà đang trong cái vấn đề điều tra luận tội trước phế tổng thống Donald Trump. Và như vậy thì cái người mà whistleblower, cái người tố giác đầu tiên, thưa với luật sư Duyên, không biết những cái diễn biến mới nào đang xảy ra liên quan đến vấn đề này, thưa luật sư Duyên? Cái chuyện lạ là cái người, thứ nhất là mình nói cái người whistleblower đó là cái mà tôi vẫn dùng cái chữ là cái người thổi còi đó, thổi còi báo động đó mà. Thì cái người whistleblower đó, luật họ là về mặt luật pháp mà nói, luật rất là rõ ràng, những cái người đó được bảo vệ tuyệt đối, absolute, không có lôi người ta ra. Cái điểm thứ hai nữa là đã có cái tiền lệ rồi, chẳng hạn như cái ông Deep Throat thời tổng thống Nixon cũng vậy nữa, cho tới khi ông chết người ta mới bắt đầu, người ta mới tiết lộ từ từ cái tên của ông ra mà. Thì ngay bây giờ cái nỗ lực của bên phía bên những cái người ủng hộ tổng thống đó, bên Cộng hòa đó, thì muốn là phải tiết lộ cái tên của cái người whistleblower ra. Chúng ta nên nhớ là đằng sau cái cửa đóng đó, những cái cuộc điều trần, trong đó có 48 vị dân biểu hạ viện mà phía Cộng hòa cũng tham dự với những cái cuộc điều trần đó. Họ không có một cái câu hỏi nào cho những cái người ra điều trần đó, là tại vì những cái câu hỏi của những người điều trần đó, như là của ông Sondland, hay là của bà Fiona Hill, hay là của bà đại sứ Jovanovic chẳng hạn, là cái trả lời của người ta quá chắc địch đến mức độ mà họ không có cách nào, họ không biết hỏi cái gì khác hết đó, thì họ chỉ hỏi vòng vòng. Mà cái hỏi vòng vòng của họ đó là họ muốn nhờ những cái lời, họ hy vọng là nhờ những cái lời mô tả vòng vòng đó, họ đoán coi cái người mà whistleblower là ai. Đoán cũng không ra, rồi cái cuối cùng ra họ ra những cái chiến dịch đó mà nó kỳ quặc lắm. Chẳng hạn cái tay thượng nghị sĩ Rand Paul đó. Rand Paul là cái tay mà cái mặt khùng khùng, mà cái tóc nó cũng phù phù lạ lắm. Ra cũng tự nhiên rồi cái nói rằng là đưa một cái hình của một cái người nào đó ra, rồi nói người đó chính là cái người whistleblower. Thực sự Rand Paul đưa ra ai cũng biết là cái chuyện nó chuyện giỏm hết đó. Nhưng mà đây mới là cái buồn cười, là khi mà Rand Paul vừa đưa ra cái thông tin ở bên Mỹ đó, thì cái dao động đó nó lại truyền qua tới tận bên Nga, lần cái đó mới là vui chứ. Thì báo chí Nga đó họ cũng bắt chước cái Rand Paul đó, họ cũng đưa ra, rồi cũng họ cũng đưa ra những cái hình ảnh, rồi họ nói đây là có một cái hình ảnh, rồi họ đưa cái tên ra, cũng mình biết cũng xạo rồi, rồi cũng nói rằng là đây là một cái người bực làm cho CIA vân vân. Nhưng mà chỉ có một khác một cái điều nữa là họ không có bên phía bên Nga đó, nó khác với lại cái ông Rand Paul. Thì bên Nga họ nói là có một cái real clear investigation gì đó, thì bên ông Rand Paul thì ông nói là cái nguồn mà cho ông cái hình ảnh đó với cái tên của cái người whistleblower đó là do real clear investigation. Còn tụi Nga đó thì họ xạo, họ nói rằng là thực sự rằng là cái này là từ tờ Washington Post, báo chí nói rằng là Washington Post cung cấp cái tin đó, thì dĩ nhiên cái tin đó cũng là cái tin ma rồi. Cho nên cái người whistleblower, nếu mà Lê Ngọc hỏi, thì tuyệt đối cho tới giờ phút này không có thông tin gì gọi là xác thực hết đó. Nhưng mà qua cái chuyện mà Rand Paul rồi bên Nga đó, nó mới xảy ra một cái trào lưu bên báo chí Nga. Mà bây giờ anh Duyên đọc tin thì anh Duyên cũng nghi ngờ, không biết là báo chí Nga họ muốn cái gì đây. Là tại vì những cái tờ báo Nga mà gọi là từ hãng thông tấn TASS, rồi tờ báo Sự Thực đồ của Nga vân vân đó, họ viết những cái bài như là có, họ chửi người Mỹ, nước Mỹ đó,
họ nói là mình cũng giống như nước Mỹ của mình đó, là muốn nỗ lực mà truất phế Donald Trump, mà là họ không có dùng cái chữ là Donald Trump mà họ dùng cái chữ là Donald Ivanovich, cái đó là cái tên Nga mà họ họ chọc quê, mà họ nói cũng giống như là Nga là người của họ, mà họ nói rằng là mấy ông mất trí hay sao mà muốn truất phế cái Donald Ivanovich của chúng tôi đó. Đó là một cái bài báo nó viết như vậy đó. Rồi thì nói rằng là mấy ông đó, người Mỹ chúng ta đó, mấy ông tố cáo là Trump làm cho nước Mỹ suy yếu, thì yes, báo Nga nói đó, yes, Trump đang làm nước Mỹ suy yếu, và đó là chính là lý do tại sao mà chúng tôi yêu Donald Trump. Rồi cái họ nói rằng là tất cả những cái lý do mà nước Nga đó yêu Trump là tại vì Trump phá hoại đầu này, Trump phá hoại đầu kia, làm cho nước Nga đó càng lúc càng có uy tín hơn. Bây giờ đã thắng ở bên Trung Đông rồi, sắp sửa lại thắng sẽ thắng ở Phi Châu nữa. Cái lối mà viết mỉa mai như vậy đó, thực sự nó là một cái, nó là một cái chiến dịch gọi là mình nói là hỏa mù, mà mình không biết là con dao hai lưỡi. Mình không biết là thực sự báo Nga viết như vậy để mà nói xấu Tổng thống Trump hay là thổi hỏa mù. Một cái người mà có một cái trí thông minh bình thường đó, mình nói là nếu thật sự mà Trump mà là nô tài của Nga thì tại sao báo chí Nga lại chế giễu Trump như vậy? Họ dùng cái chế giễu như vậy đó để họ đánh vô trong cái dư luận của Mỹ rằng là hình như Donald Trump không phải là nô tài của Putin, Donald Trump không phải là nô tài của Nga, mà thành ra họ ngạo, họ chế giễu, họ nói rằng là mấy ông nói là Donald Trump làm suy yếu nước Mỹ. Yes, Donald Trump làm suy yếu nước Mỹ, nhưng mà làm lợi cho chúng tôi, làm lợi cho nước Nga. Thành ra tất cả những cái hỏa mù của báo chí Nga đó, nó cho mình thấy một điều, nó cho mình thấy một điều rằng là những gì mà biến động ở bên Mỹ đó, nó gọi là liên lạc trực tiếp với lại là những cái biến động chính trị bên Nga. Mà ngay bây giờ càng lúc Nga, kể cả báo chí của họ đó, tung đủ thứ lý luận một chiều, hai chiều gì đó, chỉ để làm dao động cái suy nghĩ ở bên Mỹ bây giờ. Mà cái suy nghĩ mà của ở bên Mỹ bây giờ mà nó rõ nét nhất đó là Trump là nô tài của Nga, Trump nên bị impeach, Trump nên bị truất phế luôn nữa, remove luôn nữa. Đó là những cái điều mà xảy ra ở Mỹ. Và Nga thì họ muốn gọi là nhấn luôn vào cái đó, họ nói đúng rồi, Trump xấu lắm, miệng họ nói là Trump xấu lắm, báo chí Nga nói là Trump xấu lắm, nhưng mà cái mục đích chính của họ là họ gieo cái nghi ngờ, họ thổi hỏa mù để cho cái dư luận mà muốn hạ Donald Trump đó cũng giống như là bị hoang mang. Mà đó là nếu mà thực sự Trump mà là nô tài của Nga thì tại sao Nga nói xấu, Nga chọc quê để làm gì? Đó là cái tuyên truyền tự nhiên, mình chỉ dùng common sense là mình biết Nga họ muốn cái gì rồi. Thì qua cái vì Lệ Ngọc hỏi về whistleblower thì anh cũng mượn cái tin để mà nói như thế, là ngay bây giờ mà Nga họ cũng tung cái tin hề ra về cái người whistleblower nữa, chứ còn thực sự cái người whistleblower hoàn toàn vẫn được bảo mật và hoàn toàn không có rò rỉ gì về cái mặt này cho tới giờ phút này. Trở lại với Lệ Ngọc.